Ok, xin chào mọi người nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách xóa cái đoạn text ở trong văn bản, được chưa? Bình thường ấy, đây, mình sẽ mở cái phím ảo lên cho bạn nhìn rõ. Đây ạ, các bạn bôi đen được cái đoạn chữ bạn muốn xóa, các bạn nhấn phím đây, phím back đây, phím xóa đây, được chưa? Thường ấy, nếu các bạn nhấn bình thường này xóa được, nhưng nếu mà khi các bạn bôi đen thì sẽ không thể xóa được ạ. Thấy chưa? Làm sao để khắc phục lỗi này? Cũng đơn giản đấy ạ. Đầu tiên này, các bạn vào cho mình cái phần file đây nhá, được chưa? Sau đó các bạn nhấn cho mình vào phần open đấy. Đây, mình không giỏi tiếng Anh lắm đâu. Ok, được chưa? Và phần đây rồi, các bạn kéo xuống phần cài đặt đấy, được chưa? Các bạn tích vào ô đầu tiên này cho mình ạ. Được chưa? Sau đó thì nhấn OK này. OK, giờ chúng ta hãy thử lại nhá. Được chưa? Bôi đen này, xóa này. Được chưa? Đã mất chưa? Được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin cảm ơn mọi người.